đọc ở trong đạo tràng này, lúc đó hình như là cái chương thứ năm, bây giờ thì con xin trình bày cái bài kinh Sức mạnh hữu học. Kính thưa chư vị, cái trong từ ngữ của Phật học đó, của Nam truyền, thì chữ hữu học nó chúng ta phải hiểu được, hiểu là những người tu hành còn phải học tập nữa, cho nên bậc hữu học thì những bậc đó tức là bậc A-na-hàm, Tu Đà Quần và Tư Đà Hàm, là những bậc đó phải học nữa để mà diệt trừ những phiền não. Cái phiền não của chúng ta thì gồm có năm hạ phần kiết sử: tham sân si, dục ái và sân. Và năm thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, phóng dật và vô minh. Thì cái người mà diệt trừ được 10 phiền não kiết sử đó thì người đó là A-la-hán. Còn diệt người mà diệt trừ chữ ba đọa lại đầu là Tu Đà Hoàng, kế đó là Tứ Đà Hàm, rồi diệt luôn hai cái phiền não cuối cùng là thì là A-na-hàm. Thì đó là những cái điều mà Nguyên Thông ôn lại để chúng ta biết là cái giới hữu học và giới du học. Giới du học thì chỉ có A-la-hán, bậc A-la-hán và bậc độc giác Phật và Sammasambuddho, tức là Đức Phật toàn giác. Còn những Phật hữu học, những bậc hữu học là những bậc những bậc hữu học là những bậc Tu Đà Hoàng, chứng thánh quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm và tam quả, quả là A Na Hàm. Còn cấp vô học là tứ quả là A La Hán, là những người đã diệt trừ hoàn toàn 10 phần kiết sử, là người đã không còn mê mờ, không còn vô minh, không còn tham ái, không còn sân si, thì đó là bậc vô học. Còn hữu học là những người cần phải học tập để mà cố gắng diệt trừ những cái kiết sử còn lại. Những kiết sử là những sự trói buộc, những sự trái trói buộc do cái tham sân si mê muội của chúng ta, của cõi dục giới. Cõi dục giới là cõi bốn trần thiền sắc giới và bốn trần thời vô sắc giới, rồi cõi vô sắc là những cái tầng thiền không vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, và những cảnh giới của phạm thiên giới, phạm thiên. Đó, rất đó là cái cảnh mà ngũ tịnh cư thiên, chúng ta phải biết sơ sơ là như vậy. Bây giờ Nguyên Thông xin đọc tóm lược số 1. Như vậy tôi nghe: một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, tức là xá vệ Đại Tây Chetavana, là Trúc Lâm, ở vườn Anathapindika, là vườn ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là một người nam mà cận xứ Nang, mà có thể nói là một người cúng dường rất là vĩ đại Chư Tăng và Thế Tôn ở bên nam. Còn bên nữ là bà Visakha. Tại đây Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn mới nói như sau: này các tỳ kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học, thế là năm tín lực, tàm lực, quý lực và tinh tấn lực. Tín lực là gì? Tín lực là đức tin, mà đức tin nên cái gì? Đức tin nơi Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Đức tin là có Thế Tôn xuất hiện ra đời, và đức tin là Thế Tôn đã chứng được cái quả vị Sammasambuddho, là bậc bậc chánh đẳng giác, có nghĩa là cái gì ngài cũng biết. Rồi tín lực, rồi tàm lực. Tàm lực đó là tiếng Pali gọi là hí rí. Hí rí là cái tánh tình mà
là hổ thẹn khi mà thân hành khẩu hành của mình đã làm việc ác. Còn quý lực tiếng Pali gọi là Ottapa, là cái tình cảm của một người lỡ đã phạm giới. Mà bởi vì họ biết họ phạm giới, họ, họ làm những chuyện ác, thì họ biết rằng chắc chắn họ sẽ bị đọa vào địa ngục. Vì vậy cho nên họ rất sợ. Vì sao? Những người này là những người hiểu Phật Pháp, những người hiểu Phật Pháp, nhưng mà vì cái sự quân tập của họ chưa vững vàng, cho nên biết là dâm dục hay là tham lam hay là hiềm hận hay là nói dối, ăn cắp trộm lấy của không cho, biết là điều đó là sai quý, điều đó là phạm giới. Nhưng mà vì cái tham ái, cái tham dục của chúng ta bị quân tập từ bao nhiêu kiếp, cái kiếp mà chúng ta đã quân tập á, thì Đức Phật giảng dạy là bị nó có cái lúc khởi đầu, lúc nào có thể nói tỷ tỷ kiếp, là tại vì gì đó, khi mà đi ngài đã tu hành thành tựu 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất, thì nổi cái số lượng đó đó mình cũng không có thể mường tượng được nó là bao nhiêu đó. Thành ra mà cái từ vô thủy nó còn xa hơn thế nữa đó. Là kính thưa chư vị, nếu mà chư vị miếng mà biết cái lịch sử của Đức Phật, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là ngài thì cái cách đây 2563 năm cộng với 80 năm thì ngài sanh ra, tức là 2563 năm cộng 80 năm là 2600 mấy đó, thì ngài đã sanh ra. Ngài sanh ra đời thì rồi ngài tu hành 18 tuổi, 16 tuổi lấy vợ, 29 tuổi tu hành, 35 tuổi thì đắc quả Sammasambuddho, tức là nhận di Phật toàn giác và giảng dạy trong 45 năm đó. Thì 35 tuổi, 45 năm rồi sau là 80 tuổi, là ngài chết lúc ngài 80 tuổi, ngài Parinibbana 80 tuổi. Rồi trong khi đó đó thì ngài mới thuyết lại, ngài thuyết lại hồi mà ngài là một vị Subhutha, thì là ngài đang bay trên trời, mình nhìn thấy trần gian này nó lộn xộn, nhà ngài mới xà xuống để hỏi làm gì vậy. Thì dân chúng nói là dọn đường để đón Đức Phật, mà Đức Phật đó tên là Dipankara, mà chúng ta gọi là Diên Đăng. Thì từ Đức Phật Diên Đăng đến Đức Phật Kassapa là thứ 27, và Kassapa là Ca Diếp, và Đức Phật Thích Ca là 28, là 28 vị Phật này mà chúng ta có lịch sử. Còn trước và ngài Dipankara nó có hàng tỷ 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 chư Phật mà mình không có lịch sử. Tại sao? Vì nó quá lâu rồi. Quý vị phải biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây là 2563 năm, khi mà ngài Parinibbana rồi đó. Thì bây giờ bị qua bển mà có nhà cửa, có ngài không còn gì cả, chỉ có một gài, một hàng gạch thôi. Còn cái nhà của ông cấp cô độc thì có một cái trũng chỗ để vàng bạc ổng về cho chỗ u lên nhà của ông Tời Cười, nhà ông Sariputta Mokkalana cũng đâu đó gần đó mà không còn thấy gì nữa. Ngay cả cái Đông Phương Tự của bà Visakha cũng không còn nữa, mà mới có 2500 mấy chục năm. Thì cái vị Phật này cách vị Phật kia chúng ta không thể biết bao nhiêu, mà phải tính bằng tỷ năm. 5 tỷ năm, 10 tỷ năm, mấy chục tỷ năm mình không biết, nhưng phải tính tỷ năm. Là tại sao? Khi mà Đức Phật này ra đời đó, là những cái tàn tích của những Đức Phật trước không còn. Không còn một vị tăng, không còn một ngôi chùa, không còn cái nhà sư trọc đầu, không còn áo vàng, không còn gì cả đó. Thì như vậy thì chúng ta phải biết rằng nó biết bao nhiêu là tỷ năm. Vì vậy cho nên may mắn là chúng ta được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã chứng ngộ và ngài đã giảng dạy. Và khi mà ngài giảng dạy đó, sau khi ngài Parinibbana lúc 80 tuổi, thì 3 tháng sau có một sự kiện là có một vị tỳ kheo già như Nguyên Thông vậy đó, mà hỗn hào già, tức là già 80-90 tuổi vậy đó, mà mới đi tu, cũng như Nguyên Thông mới đi tu, ngu si cho nó bậy nó bạ. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài vừa Parinibbana, thì đa số vị tỳ kheo hiểu biết
thì nhớ thương Ngài, nhớ thương cái đạo đức và cái công lao của Ngài để giảng dạy cho họ. Bây giờ họ đi rồi, giảng dạy, nhưng mà Đức Phật đã qua đi rồi, cho nên họ nhớ thương, họ khóc. Thì cái ông là lão tỳ kheo đó, Nguyên Thông quên tên à, chừng nào ấy Nguyên Thông sẽ tìm lại thì để nói cho quý vị nghe. Thì con ông đó, ông nói thế này: thích cười quá các ông, tại sao mà buồn bã vậy? Cái lão đó, Đức Phật mà ông ta ra là cái lão đó, cái lão đó chết rồi thì chúng ta cần phải hạnh phúc sung sướng chứ. Bởi vì khi mà lão còn sống thì lão bước bảo phải làm cái này, làm cái này, làm cái này, không làm cái kia, không làm cái kia, không làm cái kia. Bây giờ là chết rồi, chúng ta đâu còn phải nghe theo lời nữa. Thì lúc đó Ngài Kassapa nghe thấy vậy, thấy cái loạn rồi, cái giáo luật mà cái sự mà tôn trọng của giáo pháp không còn ở trong Chư Tăng nữa, là muốn này ra đó. Cái sự việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái hòm của Ngài, cái thi hài của Đức Phật Thích Ca, cái thân của Ngài vẫn còn ở đó, cho nên là Ngài để xong cái vụ này rồi thì Ngài sẽ tính chuyện, tức là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Parinibbana 3 tháng thì Ngài sẽ họp lại tất cả những vị trưởng lão và đề nghị là phải trùng tuyên giáo pháp Đức Phật Ca Mâu Ni đã giảng dạy, tức là họ đã đồng lòng. Và Kassapa là một người rất là nghiêm chỉnh, Ngài tu 13 hạnh đầu đà mà Ngài tự phong cho Ngài là cái người hỏi. Rồi Ngài hỏi ai? Ngài hỏi luật. Thì ông Obali là cái người mà giỏi nhất về luật. Rồi Ngài hỏi kinh. Thì Ngài Ananda là một Ngài thủ tạng kinh đó. Rồi Ngài hỏi luật. Rồi lúc đó thì người ta yêu cầu là phải có 500 vị tỳ kheo mà phải là chứng quả A-la-hán. Rồi trong lúc đó họ có cái bắt buộc là phải có cái Ngài A Nan, bởi Ngài A Nan là cái người thuộc lòng kinh đó, mà lúc đó Ngài A Nan chưa có chứng A La Hán. Bởi vì chưa chứng A La Hán thì còn có thể sai lầm trong khi phát ngôn, cho nên họ bắt buộc là Ngài A Nan phải chứng A La Hán đó. Thì lúc đó thì ông Ca Diếp bảo A Nan phải cố gắng chứng A La Hán trong vòng 3 ngày. Thì lúc Ngài A Nan ổng cố gắng ổng chứng tu tiến niệm xứ để chứng A La Hán. Thì bởi vì khi tu tiến niệm xứ mà có cái mục đích như vậy thì không chứng được, mặc dù ổng làm rất là đúng. Nhưng khi mà ổng mệt mỏi quá rồi, ổng tính ngã lưng xuống nghỉ, mà khi ngã lưng xuống nghỉ thì không còn cái ham chứng A La Hán nữa, thì tự nhiên cái quả đó đã đến, là vì cái ba la mật đã đầy đủ. Thì ông chứng A La Hán rồi, ông chạy lại cái chỗ hội trường, ông giọng cửa rầm rầm nói: anh Kassapa, em đã chứng quả A La Hán rồi. Thì ông Kassapa là dân thứ thiệt, đâu phải là dân dộp, nói là nếu mà sự thật em chứng A La Hán rồi thì đâu có cần anh mở cửa. Thì Đức Phật Ngài A Nan mới nhớ thực rồi, mình bây giờ là A La Hán rồi, thì thần không quảng đại thì bằng cái Ngài đi qua cửa. Có chỗ nói là Ngài biến thành một con ruồi có gì nhỏ đi chung qua cái lỗ khóa. Thì dạ vô, thì khi mà Ngài vô rồi thì cái cuộc kết tập kinh nghiệm mới bắt đầu, và nhờ vậy mà chúng ta có bài kinh mà hôm nay Nguyên Thông đọc cho. Cái sự việc mà nó vô như vậy, cho nên Nguyên Thông đọc tiếp: này các tỳ kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học, thế là năm tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực và tội lực. Tính là đức tin nơi Tam Bảo, tàm lực là cái áo giáp của người tỳ kheo, cũng như áo giáp của người của nguyên trang của tất cả những người có mặt trong room này. Áo giáp nghĩa là gì? Đó nghĩa là cái người đó không dám làm cái tàm, cái sự mà hổ thẹn tội lỗi, không dám làm bậy. Bởi vì làm bậy thì thấy rõ là cái nhân quả mình không có chạy khỏi. Bởi vì cái trí tuệ của nguyên trang, trí tuệ cái khê ma của Diệu Thành vân vân, thì thấy rằng người nào mà hãy làm dẫm lên cái tham sân si đó, thì cô gọi là cái phạm giới, giới định huệ đó, thì bị cái quả báo hiện tại của kiếp này hoặc là sau khi thân bại mạng chung thì đi chui vào địa ngục. Cho nên nhờ tàm nhờ quý, cho nên không dám làm bậy. Cái đó là như là cái hàng rào để ngăn cản Phật tử và chư tỳ kheo làm phạm giới.
Nhưng mà lúc ban đầu thì như vậy, nhưng mà sau khi đã học giới thì thấy rằng giới luật là cái tự do của chúng ta. Chúng ta tự do thông dong trong giới luật mà không phạm giới, là người đó lúc đó đã quen sống với cái giới rồi, thì giới luật là có đường chánh, còn phạm giới là đường tà, cho nên lúc đó họ không cần giữ giới mà họ không phạm giới. Đó là những người giác ngộ như là Sariputta hay là Moggallana hay là Aruruddha hay Kassapa, là những người mà sống trong giới luật thói quen rồi, họ không thể họ làm bậy, bởi vì làm bậy là không phải là cái behavior của họ. Đó, vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên người nào mà coi rằng giới luật là cái bờ ranh này nọ thì ở sơ cơ thì nói đúng, nhưng mà khi mà lên hiểu biết rồi thì giới luật là gì? Giới luật là lối sống phạm hạnh hạnh phúc của bậc tu sĩ và đệ tử Phật, đệ tử chân chánh của Đức Phật là như vậy. Do vậy này các tỳ kheo cần phải học tập như sau: tôi sẽ thành tựu tín lực là đức tin, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tàm lực, tín lực là đức tin, tàm lực là hổ thẹn. Tôi được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực, quý lực là cái sự tội lỗi, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tinh tấn lực, tinh tấn lực là viriya, là người mà siêng năng tu hành chứ không phải giải đãi lười biếng. Được gọi là hữu lộc. Tôi sẽ thành tựu tuệ lực, tuệ lực là cái banya đó, thì cái là cái sức mạnh của tuệ lực đó, được gọi là hữu học lực. Như vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Đoạn 2 là rộng rãi. Này các tỳ kheo, có 5 sức mạnh này của bậc hữu học. Thế nào là 5? Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực và tuệ lực. Hồi nãy mình nghe nói là có 5 sức mạnh này của học lực là tín lực, tấn, tàm lực, quý lực, tuệ học lực. Đó thì nói rộng rãi thêm. Và này các tỳ kheo, thế nào là tín lực? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy này các tỳ kheo, đây gọi là tín lực. Mình phải hiểu rằng Đức Phật sau khi mà đã tu hành, mình kiếp này mình không thấy, nhưng mà khi mà Ngài chứng đắc rồi, Ngài giảng giải, khi mà Ngài đàm luận Phật Pháp, và Ngài nói Ngài A Nan nghe về cái chuyện mà thiên cung, hay là chuyện tỳ kheo kể, hay là tỳ kheo ni kể, hay là cái tiền thân của Đức Phật. Nhờ vậy mà chúng ta có tiền thân của Đức Phật mà chúng ta biết, là do Đức Phật kể lại đó. Nhờ Đức Phật kể lại cho nên bây giờ chúng ta có vậy, cho nên là những bài này cũng do chính Đức Phật kể ra. Và đây tỳ kheo, thế nào tàm lực? Ở đây này cái tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng hổ thẹn. Hổ thẹn đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Hổ thẹn đối với các pháp ác bất thiện mà mình đã thực hiện. Đó. Như vậy này cái tỳ kheo được gọi là tàm lực. Và này tỳ kheo, thế nào gọi là quý lực? Chữ quý thì có thể viết bằng cu u y dài sắc, hay là u y quý lực. Chữ quý đó đều có nghĩa là hổ thẹn. Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, có lòng sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, ác bất thiện đã được thực hiện. Như vậy này tỳ kheo, đây được gọi là quý lực. Không có nói sơ là cái này đúng là căn bản từ trong kinh nó nói ra, quý vị phải nghe theo. Nguyên thấy rằng quý vị đều có computer mới được vô đây, thì cái computer quý vị chỉ download của ông Bình An Sơn đó, bên Tam Tạng Kinh Điển, có quý vị đánh Tam Tạng Kinh Điển của Bình An Sơn đó thì tự nhiên là có đó, có Kiên Tăng Chi trên Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ, có đầy đủ hết, chưa bị. Số 4. Giờ này các tỳ kheo, thế nào gọi là quý lực? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh tử có lòng sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi đối với các ác bất thiện pháp đã được thực hiện. Như vậy này các tỳ kheo gọi là quý lực. Và thế nào gọi là tinh tấn lực? Đó là số 5. Ở đây này các tỳ kheo, bị tỳ kheo sống tinh tấn, sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các bất thiện pháp, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp,
nhớ không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Đức Phật giảng dạy rằng thiện pháp là làm suốt đời, xuống bao nhiêu đời cũng không bao giờ đủ. Mà án pháp, ác pháp thì làm một tí xíu cũng là đã dư, là vì nó sẽ đưa mình đi vào địa ngục. Cho nên thiện pháp thì cứ việc làm hoài, mà ác pháp thì phải là trừ bỏ nó. Những pháp này, này các tỳ kheo, là năm sức mạnh của bậc hiểu học. Do vậy, này các tỳ kheo cần phải học tập như sau: ta sẽ thành tựu tính lực, được gọi là hữu học lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, cho ta sẽ thành tựu tuệ lực, được gọi là hữu học lực. Như vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Đó là toàn thể cái bài. Như vậy Nguyên Thông sẽ đọc theo cái bài số 3 là nói về khổ. Thành trụ năm pháp này, này các tỳ kheo trong hiện tại sống đau khổ, sống với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đón là ác thú, thế nào là năm. Ở đây này các tỳ kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi biến nhát ác tuệ thành tựu. Với năm pháp này, này các tỳ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, với tổn não, ưu não, nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, kinh sách mà Đức Phật Thích Ca để truyền lại, mà Nguyên Thông đang đọc, nó là chính lời Ngài nói ra. Mà Ngài là một bậc chánh bính tri, những lời Ngài nói ra trúng từ ban đầu, trúng từ đoạn giữa, trúng về đoạn cuối, mà trúng từ ở trần gian, trúng ở trên trời, trúng ở dưới địa ngục, trúng ở ngay tại Mỹ, trúng ngay ở tại Việt Nam, trúng ngay chỗ nào cũng trúng hết. Tại sao? Bởi vì cái này gọi là cái pháp mà tiếng Pali gọi là paramattha sakya. Paramattha gọi là gọi gì hả? Cái gì gọi là chân đế. Sakya là sự thật, paramattha là chân đế, sự thật. Sự thật chân đế này nó mãi mãi, nó không có thay đổi. Đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối. Là bởi vì cái người nào mà có đọc kinh thì sẽ thấy rằng những lời giảng dạy của Đức Phật trong kinh đều là hợp lý, thuận lý. Người Mỹ có một vị tỳ kheo tên là Bodhi, là cái vị tỳ kheo này có thể nói là thông minh xuất chúng. Thì Ngài nói thế này nè: nếu không phải là Phật thì Đức Phật Thích Ca không thể nào viết những bài kinh như thế này. Kính thưa chư vị, Nguyên Như nó cũng phải là, cũng là thầy giáo, hay ai cũng trong này cũng có nhiều người thầy giáo, và Nguyên Thông cũng là thầy giáo. Mà khi Nguyên Thông là thầy giáo, mà trước khi vào lớp thì Nguyên Thông phải có giáo án, mà cái giáo án thì Nguyên Thông phải học thuộc. Mà vô giống thì từ những cái điểm cần phải học trò phải học, rồi những bài tập mà mình phải biểu diễn cho học trò, rồi những điều mà bảo bắt học trò phải nằm lòng, thì đó là cái giáo án. Nhưng Đức Phật Thích Ca không. Ngài không có soạn pháp, không có soạn bài. Tất cả đều do trong cái trí tuệ của Ngài, trong cái tuệ giác của Ngài mà Ngài nói ra, mà Ngài nói đâu ra đó, không có lặp đi lại, mà không sai, không có bôi xóa. Vì vậy cho nên là ông Bodhi, tỳ kheo Bodhi là cái người có thể nói, một tỳ kheo của Mỹ rất ư là giỏi. Ông ta là cái người mà có thể nói là dịch Tam Tạng kinh điển ra tiếng Anh. Nhờ vậy cho nên cái kinh tạng của Ngài Bình An Sơn, ông Bình An Sơn, nó có những cái phần mà ông có bài tiếng Anh là lấy từ trong đó ra. Số 2 nói rằng thành tựu năm pháp này, này cái tỳ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ô não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là cõi lành. Thế năm ở đây này cái tỳ kheo có lòng tin. Lòng tin ở đây là lòng tin ở Tam Bảo, tin Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, tin Đức Phật, là một người thật sự có mặt cả đời, là một người thật sự đã chứng quả chánh biến tri, thật sự là một người giác ngộ, thật sự là một vị A-la-hán. Rồi tin gì? Tin Pháp. Cho nên Pháp di diệu, nghìn năm năng ngộ, phước nhân thiên, muôn thuở khó cầu, là cái Pháp Phật không phải ai có thể nghe được. Mà chúng ta ở trung đầm, trong lúc này mà được nghe Phật Pháp, chúng ta rất phải thấy cái phước báo đó để mà siêng năng tinh tấn tu hành và cố gắng chứng đắc được những gì mà chưa chứng đắc được trong kiếp này. Mà nếu kiếp này chưa chứng đắc được thì nguyện kiếp sau phải chứng đắc được. Và khi mà chư vị mà làm những cái phước báo, thí dụ như cúng dường trai tăng hay là làm lễ dân y đó,
Thì sau khi mà cúng dường trai tăng hay làm lễ dân y rồi, thì nguyện với phước báu con đã làm này, xin con đời đời kiếp kiếp được sống trong giáo pháp của chư Phật, và được ngồi gần, được gần chùa, và được gặp những vị thiện trí thức để con tiếp tục tu hành nữa. Thì Nguyên Thông đề nghị như vậy. Người nào nghe thì tốt, người nào không nghe thì Nguyên Thông cũng cảm ơn. Tương xứng số 4, thành tựu năm pháp này, này cái tỳ kheo tương xứng được như vậy, bị rơi vào địa ngục thế nào là năm? Ở đây này cái tỳ kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biếng nhác, và có ác tuệ, thành tựu năm pháp này, này cái tỳ kheo tương ứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Đây Nguyên Thông đọc trong kinh là nói về tỳ kheo, nhưng mà không phải là chư vị Phật tử, không phải như vậy. Tỳ kheo ở đây chỉ là khác nhau cái đầu tròn ấn. Nhưng mà người đệ tử Phật bây giờ cũng như hồi xưa là dâu phải là tỳ kheo, nhưng mà vẫn đắc Tu Đà Hoàng, vẫn đắc Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vẫn đắc A La Hán. Là bởi vì cái pháp Phật này đó, có một cái bà đó, bà hỏi chư tăng 60 người lợi, hỏi bà hỏi là chư tăng cái pháp mà Đức Phật Thích Ca dạy cho ông đó, cho các ông đó, các ngài đó, là chỉ dạy cho tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà người dân như chúng tôi thì sao? Thì Đức Ngài, các vị tỳ kheo nói rằng chẳng những là tỳ kheo, tỳ kheo ni, mà tất cả mọi người, ai có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì thực hành đều chứng đắc như nhau cả. Thì bà nói vậy đó, vậy thì xin các ngài giảng dạy cho tôi. Thì các ngài cho bà đã xuất, sao bà đã thọ tam quy ngũ giới, rồi giảng dạy cho bà ta cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, mà Đức Phật thường thường gọi là cái bài đó là Sa Môn Hạnh, để chư vị tỳ kheo trong 3 tháng hè, 4 tháng hè mà an cư đó, để quán, để thành tựu cái đạo quả tức là A La Hán. Các vị tỳ kheo trao truyền cho bà, nhờ trao truyền cho bà xong hai tuần lễ sau thì bà chứng A Na Hàm. Bà chứng A Na Hàm rồi bà đắc luôn Tha Tâm Thông. Bà coi là những người kia có người nào đắc chưa, tội nghiệp với cái người kia chưa người nào cắt đắc nữa. Mà lúc đó những người mai nếu mình có ăn bít tết với lại khoai chiên ngon quá thì bà để ý là cái người đó ăn bít tết, còn nghĩ ngày mai nếu mình có cá trai nướng, ăn rau lang, rau luộc thì hay quá. Thì những người đó trong cái tâm họ nghĩ lên cái gì đó bà biết hết rồi, sao bà ngày mai bà làm rồi cho những người ta ăn đó. Thì sau này những người này, trời đất ơi, mà sao mà nó sắp là bả biết tâm mình bả làm vậy đó. Thì trong vòng 4 tháng sau tất cả 60 vị đó đều đắc A La Hán hết. Vì khi mà 60 vị đó về trình lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, các con tu hành khất thực có được hay không, thế nào không? Cái chư tăng nói là thưa Thế Tôn, chúng con không cần phải khất thực, vì có một vị thí chủ đó xây cái tăng xá cho chúng con ở tạm, và chúng con đi vô rừng ban ngày để mà tu, rồi tới giờ ăn thì về tăng xá thì ăn tôm. Nhưng mà thưa Thế Tôn, không biết tại sao mà tụi con cái tâm mà này cái nọ thì bà đã biết hết, bà thỏa mãn cái sự nhu cầu của con như vậy. Thưa chư vị, thì lúc đó có một vị tỳ kheo đứng ở gần đó nghe, bây giờ xin Thế Tôn, xưa Thế Tôn cho con bài Sa Môn Hạnh để mà con đi tu hành. Đức Thế Tôn ông ta đến là gặp cái bà kia, ông ta đến gặp bà kia thì cũng vậy nữa đó. Nhưng mà sau này đó, thì ông đến đó, ông thấy là ông muốn ăn cái gì thì được thỏa mãn như vậy. Cái ngày mai ông nói thôi bây giờ mai cho ông ăn bánh xèo với cải salad cuốn bánh xèo rồi chấm này cũng nổi. Ngày mai đúng thịt như vậy, báo ông đó cũng quản hồn chạy về, ông nói thưa Thế Tôn cái bà đó bà có Tha Tâm Thông, con muốn cái gì thì con chỉ nghĩ trong miệng thôi, trong tâm thôi chứ chưa nói ra, mà bà đọc được bà nói với con, cho nên con sợ quá, mai là con không có phạm giới gì, chứ nếu mà con có phạm giới gì thì con mắc cỡ biết là bao nhiêu. Thế Tôn nói con phải trở lại đó. Nó sợ ông đó trở lại đó, ông nói giờ cái ông nó con không dám trở lại đó nữa. Thế ông nói thôi con trở lại đó, ta sẽ cho con một cái bữa bối, rồi giờ thưa Thế Tôn, chứ ông cha con bữa bối đi,
Thì Thế Tôn nói đây, con chỉ giữ cái tâm của con thôi, giữ cái kìm cái tâm mình, đừng có nghĩ bậy đó. Thì ông đó ông giữ cái tâm là ông không nghĩ bậy. Thì tới đó ông giữ được vậy rồi, sau cùng ông đi, ông đi, ông tu hành, ông tu hành, ông đắc được A-la-hán rồi. Thì khi ông đắc A-la-hán rồi, ông mới quán, ông quán cái bà này, cái bà này là ai, bà này là ai mà tốt với lại tỳ kheo quá vậy. Ông quán ông thấy là cái bà này là trước đây là vợ mình mà đã có lần giết mình. Thì lúc này bà này bà quán nó nữa, bà quán này nữa, thì bà quán thêm một kiếp nữa, thì một kiếp nữa đó, kiếp sau đó thì bà cũng là vợ ổng, nhưng mà bà ta đã cứu ông ta khỏi cái gì đó. Cho nên cái bà mới dùng tha tâm tâm, mà nói xin ngài hãy quán thêm một kiếp nữa đi. Thì cái từ cái kiếp 99 đến kiếp 100, kiếp 100 thì ông tỳ kheo này ông quán, ông thấy là bà này thì đã cứu sống mạng ông. Thành ra lúc đó ông mấy là hết đau khổ, là vì cái người ơn của mình mà là một người vợ mình mà lại giết mình, rồi cái thêm một kiếp nữa thì bà này đã cứu mình. Như vậy thì ông đã vui vẻ rồi, ông không còn thắc mắc nữa, và sau đó ông niết bàn luôn. Kính thưa chư vị, nếu mà chúng ta đọc kinh thì chúng ta thấy những cái chuyện như vậy nó cần cho chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là vi diệu. Và hầu thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái thời mà một vị chánh biến tri ra đời, thì bao nhiêu những người mà có tu hành, có những cái ba la mật đều tụ hội về đó, để khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể giảng dạy một câu, một lời nói, hai lời nói, thì họ để chứng đắc niết bàn. Rồi nhiều người thì một tuần, hai tuần, một nhiều thì ba bốn tuần, vân vân và vân vân. Cho nên một vị chánh biến tri ra đời thì có những người cùng nguyện với ngò hàng ngày để cùng phục vụ với ngài. Như vậy cho nên chúng ta không lấy làm lạ gì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì chẳng những có 50 người, 100 người, ngàn người, mấy chục ngàn người, bao nhiêu triệu người, kể cả cái cõi vô hình, cõi chư thiên, thì đều là chứng đắc đạo quả cả. Cho nên có nhiều người hỏi là, thưa Thế Tôn, cái giáo pháp của ngài giảng dạy rồi có được bao nhiêu người gửi chứng? Đức Phật không nói là không phải 5, 10, không phải 100, 200, 500, 300, không phải 50 ngàn, 100 ngàn, mà rất nhiều vô số. Đó là lời của ngài giảng dạy trong khi ngài giảng pháp cho chư trường tùy theo tăng nghe. Cái phần số 4 là tương xứng thành tựu năm pháp này. Này cái tỳ kheo, tỳ kheo tương xứng được như vậy, bị rơi vào địa ngục thế nào là năm ở đây cái tỳ kheo? Tỳ kheo không có lòng tin, không có lòng tin, tức là không có lòng tin Tam Bảo, tin Phật Bảo, Pháp Bảo, Di Tăng Bảo đó. Không có lòng hổ thẹn, hổ thẹn là hí rí. Không có làm sợ hãi, sợ hãi là ô tắc bá, biến nhát là dễ vui đó. Có ác tuệ, tâm có tâm niệm ác, thành tựu năm pháp này, này cái tỳ kheo tương xứng như vậy thì bị rơi vào địa ngục. Kính thưa chư vị, đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, chứ không phải Nguyên Thông đặt ra đó. Thì Nguyên Thông đọc như lời của ngài giảng dạy, chứ không phải là Nguyên Thông đặt điều. Vì vậy cho nên quý vị hãy tin tưởng, và đó là những điều xác thực, những điều mà hợp lý, hợp với kinh điển thì nên tin. Cho nên là phải có lòng tin ở Tam Bảo, tin Phật, Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni là người đã có thật sự hiện hữu trên trần gian này, người đã tu hành chứng đắc tại cội khe Bồ Đề, 7 tuần lễ ngài ở đó, là ngài đã chiêm nghiệm được cái giáo pháp này sâu đậm, rồi ngài đã muốn niết bàn. Thì may mắn có một vị sa tên là Sa Ma Tí ở cõi Phạm Thiên bay xuống: thưa Thế Tôn, trần gian này đau khổ đã lâu rồi, xin Thế Tôn hãy giảng pháp. Mà khi Thế Tôn giảng pháp thì có những chúng sanh trong mắt của họ có ít bụi, thì họ có thể hiểu được và tu hành được. Thì lúc đó Thế Tôn mới làm dùng Phật nhãn nhìn xem thế gian coi có nhiều loại người đó hay không. Thì quả thật có người đó, và ngài im lặng mà nhận lời. Vì vậy chính thưa chư vị, thì những cái điều mà Nguyên Thông đọc ở đây quý vị nên nên nghe theo. Đoạn thứ 5 là học pháp tỳ kheo hay tỳ kheo đi nào. Này các tỳ kheo, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục. Năm vấn đề học pháp để tự trách và chỉ trích đến với các vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Trông thấy vị ấy nghĩ không có lòng tin đối với các thiện pháp, trong
trong thầy không có lòng hổ thẹn đối với các bất thiện pháp, trong thầy không có lòng sợ hãi đối với các bất thiện pháp, trong thầy không có tinh tấn đối với các thiện pháp, trong thầy không có cái trí tuệ đối với các thiện pháp. Tỳ kheo hay tỳ kheo nào, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, này các tỳ kheo, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục, năm vấn đề hợp pháp này để tự trách và chỉ trích đến vị ấy ngay trong hiện tại này. Đó, đó là số 2. Số 3, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, này các tỳ kheo, dầu với đau khổ, với ưu tư, với mắt đầy nước mắt, than khóc, vẫn sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, năm vấn đề hợp pháp để tự tán thán, để với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Trong thầy vị ấy nghĩ có lòng tin đối với các thiện pháp, trong thầy có lòng hổ thẹn đối với các bất thiện pháp, trong thầy có lòng sợ hãi đối với các bất thiện pháp, trong thầy có sự tinh tấn đối với các thiện pháp, trong thầy có trí tuệ đối với các thiện pháp. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, này các tỳ kheo, dầu với đau khổ, với ưu tư, với mắt đầy nước mắt, khóc than, vẫn sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, năm vấn đề này hợp pháp để tự tán thân này đến với các vị ấy ngay trong hiện tại. À, thêm một cái bài nữa là bài bước vào số 6. Không có sự bước vào bất thiện, này các tỳ kheo, cho đến khi nào có lòng tin an trú vào các thiện pháp. Nhưng thông đọc lại chả cho quý vị nhớ rõ. Không có sự bước vào bất thiện, này các tỳ kheo, cho đến khi nào có lòng tin an trú vào các thiện pháp. Khi nào có lòng tin, khi nào lòng tin biến mất, này các tỳ kheo, lòng không tin khởi lên và tổn hại, thời có sự biết và bước vào bất thiện. Vì vậy cho nên nếu mình có lòng tin nơi thiện pháp thì mình không có bao giờ mình bước vào bất thiện. Chỉ khi nào mình không có, khi nào cái lòng tin mình biến mất đó, thì lúc đó Đức Phật giảng dạy rằng lòng không tin khởi lên và tổn hại, thời có sự bước vào bất thiện. Cho nên chúng ta phải có lòng tin chứ không phải là có cái lòng không tin. Không có sự bước vào bất thiện, này cái tỳ kheo, cho đến khi nào có lòng hổ thẹn, lòng sợ hãi tinh tấn. Lòng hổ thẹn là tàm đó, là hi rí, sợ hãi tinh tấn, lòng sợ hãi là ô tấp bá đó, thì có tinh tấn có trí tuệ, này cái tỳ kheo đó, không có sự sợ hãi biến nhát, ác tuệ sẽ khởi lên. Vì vậy cho nên mình phải sợ hãi, chứ mình không có sợ hãi mà rồi mình biến nhát thì luôn luôn ác tuệ khởi lên, thời có sự bước vào bất thiện. Số 7 là dục vọng. Phần lớn này các tỳ kheo, các loại hữu tình được lạc thú trong các dục, thì nói là phần lớn, đa số nói là gì vậy? Bởi vì trên thế gian này ai mà không ham tình yêu và dâm dục, thì cái đó là cái dục lạc của trần gian này. Với thiện nam tử này, này các tỳ kheo, đã bỏ một bên, đã có bỏ một bên lưỡi liếm và đòn gánh, tức là bỏ bên cái dục lạc đó, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy vừa đủ để gọi vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia. Vì cớ sao? Các dục này cái tỳ kheo được tìm thấy ở tuổi trẻ, các dục hay các dục khác, các dục này hay các dục khác, và này cái tỳ kheo, các dục hạ liệt, các dục trung đẳng và các dục tối thắng, tất cả dục đều được chấp nhận là các dục. Cho nên hả, cái dục hạ đẳng, dục trung đẳng, dục tối thắng đều gọi là các dục. Ví như này cái tỳ kheo, có đứa con nít trẻ nhỏ ngây thơ đang nằm ngửa, do người vú vô ý đưa cho nó cầm một cái cây que hay hòn sạn vào miệng, người vú ấy phải mau chóng tác ý. Sau khi mau chóng tác ý phải mau chóng móc cho ra, nếu không có thể mau chóng móc ra được, thời với tay trái nắm đầu nó, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc cho vật ấy ra, dầu cho phải chảy máu. Vì cớ sao? Này cái tỳ kheo, làm như vậy có hại cho đứa trẻ? Ta nói rằng không phải không có hại, như vậy
Này các tỳ kheo, người vú hầu phải làm như vậy vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn do đối với đứa trẻ. Nhưng này các tỳ kheo, khi đứa trẻ ấy đã lớn lên và đã có đủ trí khôn, người vú hầu không cần, không săn sóc nó nữa, nghĩ rằng nay đứa trẻ đã biết tự bảo vệ mình, không phóng vật nữa. Đó nghĩa là khi mà chúng ta không có cái sự, không có cái trí tuệ để biết rằng là giáo pháp quý, giáo pháp là giúp cho chúng ta cải mê, khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Và những người mà hiểu biết thì họ sẽ không có phạm giới. Dạ chào cô Diệu Đạt. Dạ. Cũng vậy này, cái tỳ kheo, cho đến khi nào vị tỳ kheo chưa gây được lòng tin đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng hổ thẹn đối với các bất thiện pháp, chưa gây được lòng sợ hãi đối với bất thiện pháp, chưa gây được sự tinh tấn đối với các thiện pháp, chưa gây được trí tuệ đối với các thiện pháp, cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, ta cần phải phòng hộ các tỳ kheo ấy. Bây giờ chúng ta đọc trên chỗ cái điều này, chúng ta thấy là Đức Phật rất là thương tưởng chúng ta. Bởi vì chúng ta không có cái sự tin tưởng đó, cho nên chúng ta là bê trễ, chúng ta mà dễ vui. Chúng ta dễ vui thì Đức Phật là săn sóc lo do chúng ta, là bởi vì chúng ta không tự bảo vệ được mình đó. Mặc dù lớn thân nhưng mà vẫn tính như đứa con nít, có thể đưa một cái cục sạn cho hòn đạn vào họng rồi nuốt vô là chết. Ta cần phải phòng hộ các tỳ kheo ấy. Khi nào này các tỳ kheo gây được lòng tin đối với các thiện pháp, gây lòng tin đối với các thiện pháp tức là yêu thích cái thiện pháp. Bởi vì khi mà làm thiện thì mình cái tâm mình sẽ an ổn và mình sẽ vững tin, mình sẽ lần lần mình sẽ vững tin và mình không còn sợ hãi đối với gì nữa. Vì vậy một người mà có lòng tin đến thiện pháp, hành thiện và lánh ác thì người đó không sợ hãi một cái gì. Khi mà đọc kinh Trung Bộ đó, khi mà chúng ta học bài kinh Trung Bộ mà trong cái bài mà ghê sợ khiếp đảm đó, thì nói rằng một người mà đi vào rừng mà tu ở trong rừng một mình ở đó thì người đó là ghê sợ, rất là ghê sợ khiếp đảm. Nhưng mà Đức Phật nói nếu một người tỳ kheo đó mà có lòng tin nơi Tam Bảo và có lòng tinh tấn không phạm giới thì cái người tỳ kheo đó sẽ không bao giờ sợ hãi trước những cái sự mà ghê rợn của núi rừng. Vì vậy cho nên là khi nào các tỳ kheo này gây được lòng tin đối với các thiện pháp, gây được lòng hổ thẹn đối với bất thiện pháp, gây được lòng sợ hãi đối với bất thiện pháp, gây được lòng tinh tấn đối với các thiện pháp, gây được trí tuệ đối với thiện pháp, thời khi ấy này cái tỳ kheo ta không cần săn sóc vị tỳ kheo ấy nữa, nghĩ rằng nay vị tỳ kheo ấy đã biết tự bảo vệ, không còn phóng vật nữa. Kính thưa chư vị, cái bài kinh này rất là hay và rất là ích lợi và rất là hữu ích cho công việc mà học pháp và hành trì của chúng ta. Thêm này nữa là bài từ bỏ. Từ bỏ để coi từ bỏ cái gì, tức là từ bỏ cái bất thiện pháp, từ bỏ những cái mà cái dục bất chánh. Thành tựu năm pháp này này cái tỳ kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? Không có lòng tin này cái tỳ kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp, không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn này cái tỳ kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp, không có lòng sợ hãi này cái tỳ kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp, biếng nhác này cái tỳ kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp, không có trí tuệ này cái tỳ kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này này cái tỳ kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp. Đó, nếu mà làm những năm cái điều mà bất thiện này đó thì cái người tỳ kheo đó không thể nào an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này này các tỳ kheo không từ bỏ an trú trong diệu pháp, tức là không từ bỏ an trú trong diệu pháp đó, tức là luôn luôn an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? Có lòng tin này cái tỳ kheo không từ bỏ an trú trong diệu pháp, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí huệ này cái tỳ kheo không từ bỏ an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm phút này này cái tỳ kheo không từ bỏ
an trú trong diệu pháp, tức là vị tỳ kheo đó luôn luôn an trú trong diệu pháp. Cái bài số 9 là nói không tôn kính. Bài số 10 cũng nói không tôn kính. Rồi bài thành tổ năm pháp này, này cái tỳ kheo, tỳ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thế nào rằng không có lòng tin cái tỳ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biếng nhác, không có trí tuệ, này cái tỳ kheo không cung kính, không tôn trọng mà từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này, này cái tỳ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này, này cái tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ và an trú trong diệu pháp, thế nào là năm? Có lòng tin, này cái tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ, này cái tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này, này cái tỳ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, tức là người đó mãi mãi an trú trong diệu pháp. Bài rất hay, thưa chư vị, kính thưa sư phụ, con đã nói cũng đầy đủ hoàn toàn một bài kinh này rồi, thì con hy vọng rằng có lẽ con nói cũng hơi nhanh nhưng mà đủ nghe nếu mà chú ý. Cho nên chư vị mà vào room chỉ có một việc là chú ý lắng nghe rồi suy tư đó, để có những cái gì mình thấy chưa rõ thì mình đánh máy lên cho Nguyên Thông xem, rồi Nguyên Thông sẽ sửa chữa tu bổ lại. Kính thưa sư phụ, con xin được trao máy lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng, và con chân thành tri ân chi vị để lắng thi nghe. Kính thưa sư phụ, con mời sư phụ trở lại mic. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Dạ, thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Nguyên Thông rất nhiều, từ bi hoan hỷ dạy bài pháp hôm nay. Đó là năm cái lực ha: tính lực, tàm lực, quyến lực, định lực. Thưa quý vị, sau khi tỳ kheo đã trình bày xong cái bài kinh này, quý vị có câu hỏi gì không? Mời quý vị giơ tay đặt câu hỏi với tỳ kheo nha. Tỳ kheo giải cho quý vị thông. Rồi, không thấy ai giơ tay, như vậy là quý vị hiểu rồi ha, hiểu bài hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ là 10:20. Quý vị nhớ hồi đó mình có học cái bài kinh gọi là Thừa Tự Pháp, phải không? Thừa Tự Pháp, trong Trung Bộ Kinh, đó, hình như bài số 3, số 4 gì đó. Rồi. Xin nhớ cái câu chuyện nó là như thế này nè. Lúc đó đó, Đức Phật đi trì bình khất thực, xong cái đi về chùa ngài dùng xong mà thì Đức Phật còn nhiều lắm, nhiều đồ ăn lắm. Thì lúc đó có hai vị sư trẻ đi công việc về, đi về để đảnh lễ Đức Phật đó, nhưng mà đi trễ. Thì về trễ thì Đức Phật mới mời dùng, mời hai vị dùng cơm, đại khái là như vậy. Thì quý vị biết không, trong hai vị đó có một vị không có dùng, hai vị đó một vị không có dùng, còn một vị á thì dùng cơm. Thì Đức Phật nói đáng lẽ ra thì ngài dùng xong rồi thì những cái vật thực đó, một là bỏ, hai là cho những người ở trong chùa. Nhưng mà có một vị dùng, thì sau khi mà thấy như vậy thì Đức Phật mới nói là nên thừa tự pháp, chứ không có nên thừa tự vật chất.
Tại vì cái người mà thừa tự vật chất á, rồi không lo tu tập á, rồi bị mang tiếng, người ta sẽ nói rằng thầy trò thừa hưởng vật chất, không có thừa hưởng giáo pháp. Đó, đại khái là như vậy, xin nhớ câu chuyện là như vậy đó. Hình như câu chuyện đó trong bài kinh số 3 đó. Người nhớ ha, người tu là thừa tự thừa hưởng giáo pháp chứ không phải thừa hưởng vật chất. Nếu mà những người mà lo thừa hưởng vật chất đó, tiền tài danh lợi vật thực chỗ ăn chỗ ở ngon tốt rồi đó mà quên tu quên lo cái chuyện đoạn trừ phiền não, thì Đức Phật dạy là như vậy đó ha. Thì người tu á là phải cố gắng từ bỏ 16 pháp bất thiện. Pháp thứ nhất á là thứ nhất là tham nè ha, tham và giận dữ ha. Nhớ ha, tham tham đâu bỏ đó, giận đâu bỏ đó ha. Rồi phẫn nộ, phẫn nộ là người bực tức á, bực tức và hiềm hận đó. Hiềm hận là đau khổ lắm nha quý vị. Rồi giả dối, cái người mà giả dối á, và giả dối rồi não hại. Não hại có nghĩa là cái tâm của mình nó bị đau khổ đó ha. Những cái đó đó, những cái phiền bỏ. Rồi ganh tị ha, cái tâm ganh tị và keo kiệt là phải buông bỏ đó. Rồi những cái tâm mà phản bội nè ha, phản bội và bồng bột ha, là giả dối đó là phải bỏ. Rồi nhã mạn là phải bỏ đó. Nhã mạn là, rồi cái tâm mà cho mình là đắc đạo quả đó, đắc đạo quả đó, tức là khoe pháp của bậc cao nhân á. Có những người tu chưa có biết đạo, hiểu chưa có hiểu thâm hiểu sâu, chưa có đắc đạo mà nói như thể là mình đắc đạo vậy đó ha. Rồi còn 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 gọi là chỉ điểm cho người này người nọ, nói ô cô tu như vậy là đắc rồi đó, đắc cái này đắc cái kia rồi đó, như vậy là tăng thượng mạng đó. Rồi phải từ bỏ phóng dật ha, từ bỏ phóng dật, từ bỏ ngã mạn kiêu mạn kiêu căng á. Nên người tu á, nhớ nha, phải khéo như lý tác ý, cái bài kinh này khéo như lý tác ý để mà đoạn trừ phiền não. Vì nhớ cái bài kinh mà đoạn trừ lậu hoặc đó, Đức Phật nói phiền não tham sân si á, cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu á, là nó làm cho mình đau khổ dữ lắm. Mình có bị sanh tử luân hồi hoài trong tam giới á, là do dục lậu hữu lậu và vô minh lậu đó, tà kiến lậu rồi đó. Thì là muốn từ bỏ nó đó là cái người đó phải phải khôn khéo tác ý. Thì khôn khéo tác ý tức là cái người đó phải lựa những cái pháp môn tu ở trên đúng pháp, đúng về tâm tánh của mình để mà bỏ đoạn trừ phiền não. Thì sẽ nhớ mấy cách nè. Cái cách thứ nhất á, là cái người đó phải phải có chánh tri kiến. Nhớ tránh đi chánh, cái người mà có chánh tri kiến á, là cái người đó biết nhân biết quả. Nhân quả, nhân khổ, nhân xấu thì quả khổ à. Cho nên những cái phiền não nè, tham lam giận dữ phẫn nộ hiềm hận rồi đó, rồi giả dối rồi ganh tị keo kiệt rồi phản bội rồi ngã mạn rồi phóng dật rồi đó, những cái tâm đó đó
là những cái tâm bất thiện, mình phải khéo léo, mình dùng cái chánh tri kiến để mà mình từ bỏ nó. Chứ khổ, giận là khổ lắm quý vị, tham lam giận dữ là khổ lắm, không có ích lợi gì hết á. Đức Phật nói nghe, những tâm bất thiện này nó không có ích lợi gì hết á. Bây giờ nên giận đâu quả đó, quả thật là khó chứ không phải dễ. Mình nói vậy chứ con người mình cũng xúc động dữ lắm quý vị à. Người ta chê mình chút là mình nói giận liền á, trách mình chút là mình phiền liền á. Cho nên cái chuyện tu học là phải học hoài, ngày nào cũng nghe pháp, ngày nào cũng hành pháp, chứ không mình nó dễ quên lắm. Để đoạn trừ phiền não, cái gì nhớ cái cách thứ nhất đó là phải dùng chánh tri kiến nha, cái người biết nhân biết quả, rồi biết cái pháp này đó, cái pháp hữu vi đó, nó là vô thường, khổ vô ngã. Đây không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Những cái pháp thiện thì bất thiện là do duyên sanh thôi à. Cái thân này đó, cái thân của mình đây đó, cũng là do duyên sanh, có duyên, nhân duyên đầy đủ thì có cái thân này. Có phước hay không phước là do cái tiền kiếp của mình đã làm. Tâm mình cũng vậy, thiện hay bất thiện cũng do duyên, đủ duyên nó sanh. Nếu mà thiện nó sanh á, ví dụ lục căn tiếp xúc với lục trần nó sanh ra lục thức á, mà nó thiện lành á, đó là cái phước của mình ha. Còn mà nó vô phước á, tham hoặc sân nó sanh khởi là mình chánh niệm tỉnh giác thôi, đơn thuần là như vậy. Hay biết thiện mình biết thiện, bất thiện mình biết bất thiện gì thôi. Nhớ đừng có chấp thủ và cũng đừng có trách gì hết ha. Đó là những bài học, đó là những bài học của mình để mình sửa đổi cái gì sai mình. Rồi đó là cách thứ nhất, biết nhân, người biết nhân biết quả. Cái người biết nhân biết quả thấy khổ là người ta bỏ liền à, thấy tham sân si là người ta bỏ. Rồi cái thứ hai là biết đây pháp này á, pháp hữu vi này là vô thường, khổ, vô ngã. Những cái pháp bất thiện nó không có lợi ích gì hết. Ví dụ như sân si, tham lam, ganh tị, ghen ghét, nhớ ha, nó là khổ, nó không có lợi ích gì hết đó. Đức Phật dạy như vậy đó, nhờ như vậy mình bỏ được. Rồi cái thứ hai là phòng hộ, thu thúc lục căn, thu thúc lục căn, thấy như thấy, nghe như nghe, mùi như mùi, vị như vị, cảm thọ chỉ là cảm thọ, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, không có dính mắc với cảnh, không có dính mắc với cảnh, không có tham sân si. Tại vì tất cả pháp hữu vi mà, nó là vô thường, khổ, vô ngã mà. Chính bản thân mình cũng vậy đó, vô thường, khổ, vô ngã. Thì những cái sáu cái cảnh đó, cảnh thấy, cảnh nghe, mùi vị và cảm thọ, những cái đối tượng đó, nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã thôi. Nhớ đừng có chấp thủ. Nó hay lắm quý vị, nếu mà quý vị biết cái pháp thu thúc lục căn này đó, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ thôi. Ý nghĩ thiện hay bất thiện vậy là chỉ là ý nghĩ thôi. Mình chánh niệm đó, mình buông nó cái là mình đang ngạc. Chứ quý vị thấy không, có nhiều người họ suy nghĩ họ, nhưng mình thấy cái nhớ cảnh nào đó, thấy cái cảnh nào đó cái mình nghĩ vậy. Ồ, tới đó làm chi, người ta có thích mình hay không, tới đó là coi thường mình, cái mình không đến. Nhưng mà đó là ý nghĩ của mình thôi, cái tưởng của mình thôi, cái gì thấy không? Mình không đến thì nhiều khi thiệt thòi cho mình. Nhưng mà cái người ý nghĩ à, ý nghĩ à, ý nghĩ à, buông bỏ, mình muốn đến thì mình cứ đến thôi. Cái chỗ đó nó thiện lành là mình đến, ví dụ gì đó ha, ý nghĩ. Nhiều khi mình thấy sai chấp lầm, nghĩ bậy dữ lắm. Ý nghĩ ha. Ý nghĩ thiện, biết thiện, biết bất thiện. Vì nhớ rằng mình không phải nào mà mình cắt được nó, bỏ được nó, mình đè nén được nó hết á, hoặc là mình ngưng được nó hết á. Tâm mình là một dòng sông tâm thức mà. Một dòng sông tâm thức, vì tưởng tượng rằng tâm mình là một dòng sông á, nước bao nhiêu trong dòng sông, nháy mắt một cái là bao nhiêu nước nó trôi qua, phải không? Thì tâm của mình cũng vậy, tâm thiện, tâm bất thiện, họ tưởng hành thức. Năm
tôi liên tục cái gì, mình không có cách nào mà ngăn chặn được nó hết đó. Không có cách nào làm ngưng được nó hết á, chỉ có một cách là thấy biết nó thôi, nó vô thường, khổ vô ngã, mình thấy biết và mình quán nó thôi, không có chấp đó. Rồi quý vị nhớ một pháp nữa đó là phần hộ ha, rồi thọ kham nhẫn ha, kham nhẫn đó. Đời là không có như ý quý vị, gì để coi, không có như ý, sanh lão bệnh tử thì tâm của mình không có như ý. Cho nên mình phải nhẫn, nhẫn dữ lắm. Cái người mà nhẫn được á, là cái người đó đoạn được những cái phiền não, đoạn trừ những cái ác tâm, người đó được an vui. Cái người đó biết đủ, biết biết cách thọ dụng á, những gì mà mình dùng trong đời sống hàng ngày á, mình phải biết đủ ha, biết đủ thì nó trừ được cái tâm tham. Thế chúng sanh mình ai cũng tham dữ lắm, có một rồi muốn thêm cái nữa ha, thì nó khổ. Có một, ví dụ mình có một chiếc xe là mình đã khổ rồi, thêm chiếc này khổ nữa, phải đi làm thêm, mình phải trả tiền thêm, không có giờ nghỉ ngơi, rất là khổ ha. Cho nên biết đủ là sẽ bớt phiền não ha. Rồi trừ diệt đó, phiền não nó sanh khởi, tham sân si nó sanh khởi, là mình phải biết cách, phải biết là ly đó ha, ly đó, tức là mình phải có văn tư tu mà mình buông xả đó, bằng cách đó là mình cứ làm thiện, thiện đi thì nó đoạn trừ được cái bất thiện. Giống như giờ mà mình có một tâm sân đi ha, tâm giận đi, thay vì cái người giận á, nó có thường thường đi đôi với cái hại nha. Mình giận cái đối tượng đó là mình muốn đập cái đối tượng đó, mình muốn diệt cái đối tượng đó, mình muốn triệt tiêu cái đối tượng đó, dễ sợ gì đâu quý vị. Ví dụ gì theo người ta chửi nhau, đánh nhau, mắng nhau đó là hại tưởng đó, cũng khiếp lắm. Thì Đức Phật dạy là mình phải biết cách đoạn trừ nó bằng cách là, thí dụ như bây giờ mình giận thì mình biết đây là nguy hiểm ha, đây là khổ, rồi mình rải tâm từ ha, rải tâm từ để mình trừ cái tâm sân, hoặc là mình hành thiền niệm Phật để mình đoạn trừ nó ha, đừng để nó phát triển. Hoặc là cái cuối cùng là thôi, phiền não quá, mình đã dùng mấy cái cách trên rồi mà không đoạn trừ được thì tránh né đi. Né để chắc ăn nha. Cái gì nhớ ha, tham sân si, nhất là sân á, nó không có ích lợi gì hết á, nó sẽ hại mình, hại người, nó rất là nguy hiểm, nó làm cho mình đau khổ trong đời này đời sau. Phải buông xả ha. Rồi người tu phải biết tu chi, vì nhớ bảy cái chi mà để mà giác ngộ đó. Thứ nhất là trạch pháp giác chi, niệm giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, rồi định giác chi, tuệ giác chi, dùng bảy phương pháp đó nữa. Thì đó là nền pháp mà Đức Phật dạy mình đoạn trừ lậu hoặc, đoạn trừ phiền não đó ha. Bây giờ thì thời gian cũng đến lúc rồi quý vị. Thì ngày mai mình sẽ ôn lại cái chuyện học Phật pháp nè. Thì bây giờ quý vị nhớ cái ý đó đi, nhớ cái ý của Tỳ Kheo mới giảng nãy á, là năm cái lực đó: tính lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, định lực, tuệ lực, rồi những cái phương pháp mà đã đoạn trừ phiền não ha. Đoạn trừ phiền não đó là cái chánh tri kiến nè, phải biết phòng hộ sáu căn của mình nè, đừng có để nó phóng dật. Rồi nhẫn nhịn ha, nhẫn nhẫn nhẫn, rồi
Rồi rồi rồi tránh né ha, tránh né phiền não, rồi bảy các chi đó, mình tu tập thì nhờ biết những phương pháp tu tập như vậy đó, thì lâu ngày đó nó có trí tuệ, rồi phiền não nó được đoạn trừ ha. Rồi bây giờ mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Khi mà mình khéo khéo như lý tác ý, hoặc là tác ý khôn khéo, mình dùng một cái cách cho mình ha. Rồi mời quý vị trở về với hiện tại. Ngay bây giờ mình biết cái tư thế của mình, đứng, ngồi hay nằm hay đi mình biết. Dù ngồi nằm thì mình biết hơi thở, hít thở, thở, hít thở, thấy nó vô thường phải không? Đó, hít thở nhúc nhích, cái thân này nó nhúc nhích đó, vô thường sanh nó diệt.